Rồi, xin chào anh em. Thì hôm qua em cũng đã có giới thiệu đến anh em cái một bộ ghép chơi gia đình, vừa nghe nhạc vừa hát karaoke. Thì hôm nay cũng tiếp tục với một bộ ghép khác. Và loa vẫn là loa Boss 301C5. Thì cái đôi ngày hôm qua em đã test thì sáng nay em đã nó đã bay rồi ha. Và đôi này là đôi thứ hai em sẽ lên sóng. Hả? Thì em tổng cộng có 4 đôi, thì đôi hôm qua em giới thiệu đầu tiên là đã có bay, vừa đây em test đôi thứ hai, giờ em còn lại được 3 đôi, đôi này đôi thứ hai anh em ha. Và hôm nay em ghép cùng với nó là một family Made in Việt Nam của hãng Arian 203 Ba La Mã. Rồi em chủ yếu test con này để giới thiệu đến em và cái cách cắm dây lo từ amply qua sub điện. Như hôm qua em đã nói ha. Đó. Và hôm nay em cũng xin giới thiệu anh em một số mặt hàng em về. Trước tiên, đó là một con đời nông BMA 2000 Ba La Mã R. Ha, thì con này là con đời mới nữa anh em ha. Con này có khiển zin nha anh em. Đó, và đặc biệt cái khiển của nó thì mình khiển được CD chung một cái luôn thì rất là tiện lợi ha. Tình trạng nè, rất là đẹp luôn. Em đó này mày ha, rất là đẹp luôn, kèm khiển zin ha. À, BMA 2000 Ba La Mã R, con này con đời mới nè em ha. Đó, đời mới nó có khiển nha, còn những đời 2000 Ba La Mã 4 La Mã kia thì nó không có khiển. Và về một con nữa, đó là con đàn ông kim giải mã. Thì con này nó giải mã qua đường Cossio nha anh em ha. BMA 780D. Thì con này đã có một bác khách ở Hải Phòng cũng đã chốt em này rồi. Chốt trước khi em về, em báo thì đã chốt trước. Em sẽ test lên cho anh em xem sao. Hôm nay em về đàn ông được khá. Và một con đàn ông nữa. Đây đó, đây là đàn ông BMA 970 dòng Chilet A cực khủng ha. Anh em thấy cái nội cái chiều hậu của nó thôi. Và cái mặt tiền thì em này còn rất là tuyệt vời luôn nè. Con này là thuần lát A nè, nhưng mà công suất lớn. Con này là 305W. Sử dụng một cái tăng phô nồi rất là to. Và hai cái tủ thì nó to hơn cái lon bia. Thì em sẽ giới thiệu về em nói sau. Những anh em nào biết chơi rồi thì những con này thì nó lát A mà nó chạy càng nóng nó sẽ càng hay. Đó, mềm mại sâu sắc ha, chi tiết rất là hay rồi. Rồi, và hôm nay em về thêm được nữa hai con Technic 7007 2 La Mã nè. Đó, hai con 7 La Mã đẹp tuyệt vời, sexy 7 màu keng span luôn nè. Đó, anh em thấy ha. Đó, giá vẫn như cũ ha. Và hôm nay thêm được một con nữa là một con receiver của Sansui. Đó là dòng Sansui receiver 771. Thì con này có hai dòng nha anh em, một dòng là 100W nhưng con này là dòng 270W nha. Dòng mà công suất cao ha. Đó, hôm nay em về lượng nhân sản phẩm đó. Và dòng 7.1 thì được anh em chơi audio đánh giá là chất âm nó mềm mại và ngọt ngào hơn là dòng 881 à. Và sau đây em cũng xin báo giá luôn. Về con 7.1 em đang bán với giá là 12 triệu đồng. Amply Technic 7.7 2 La Mã tình trạng đang có hai con với giá là 4.500.000 đồng. Còn Amply đời nông BMA 970 có giá là 10 triệu đồng à, có giá là 10 triệu đồng, tình trạng là xuất sắc hết. Và con đời nông BMA 2000 Ba La Mã R kèm khiển zin dây nguồn zin có giá là 17 triệu đồng. Thì con đời nông 780D cũng xin báo giá anh em luôn. Thì con này là hàng tất cả những em làm em hàng bây giờ là hàng tuyển chọn 100% đẹp à, hàng đẹp nha anh em. Thì giá thị trường hiện tại đang giá là 9 triệu đồng đó, em cũng xin báo giá luôn để anh em mình cân đổi tài chính để dễ chơi. Đó là những sản phẩm hôm nay em về. Và em sắp cập bến thêm một đôi Lobot 301 Series 3 màu đen hàng sách tay. Hàng sách tay về rất là đẹp. Thì anh em nào có nhu cầu hãy chuẩn bị tinh thần và phone cho em ngay để đặt hàng em đó về. Hàng em về bao đẹp. À, và hôm nay là con em cũng giới thiệu đến anh em là con Arian, một cái con mà giá quá là so với
những em 203N của Jawa nhập thì đời 99, 98, 97 thì em này không gọi là gì cả ha. Nhưng về nếu anh em bỏ tiền ra đi chợ mua một cái mixer chợ thôi ha, thì hát thì thua xa em này. Về công suất, nếu anh em đánh lo đơn giản karaoke nghe vừa ở tầm giá rẻ bèo thì em này rất là chắc. Thì giá hiện tại con này em đang bán là 1.500.000 đồng. Và hôm nay em sẽ test nó cùng với robot 301 series 5 và một sub. Em cũng quay luôn cái cách mà hôm qua đó là một cái cách cắm. Hôm nay sẽ là một cái nữa để cho anh em chơi karaoke và cắm qua sub điện. Nó sẽ khác anh em ha. Đây anh em, thì phía sau của âm ly, kể cả 203, 506N thì nó đều có cái cổng là output. Thì nó có ở đây nó có hai cổng output, có nghĩa là một bên là mình để dành cho red, có nghĩa là thâu âm, và bên là play, live á là cắm ra. Thì mình sẽ cắm hai đường dây AV qua phần sub. Đây, qua phần sub nó sẽ giống như cái hôm qua em nói ha. Đó, lúc đó người ta mình sẽ điều chỉnh cái âm bát ở trên trên cái sub cố định, và lúc này mình sẽ điều khiển cái volume out nó sẽ ra cùng với sub, mình lớn nhạc thì sub sẽ lớn theo. Đó, nó rất là đơn giản cho anh em, để mình có những anh em mình chưa có tiếp cận được thì mình thấy nó khó khăn, nhưng mà em sẽ hướng dẫn luôn sẵn một clip. Thì em sẽ mời anh em nghe một cái, hôm nay em sẽ test thử ha, một cái bản nhạc và hát trên cái con này luôn. Thì em này nó sử dụng 8 con sò ha, và mỗi một kênh nó sẽ có một cái quạt tản nhiệt luôn. Thì em này nó ca rất là khỏe, tăng phô mừng xuyến luôn nha anh em. Đó, anh em có thể chạy suốt ha, và tại vì mà hai cái tản nhiệt nó có hai cái cánh quạt, nó quạt mát là mát, khi mình hát lâu nó nóng lên thì tự động nó quạt, chứ không phải nó quạt lúc nào cũng quạt anh em. Khi mình hát nóng nó mới quạt thôi, nó tự động ha. Đó, một âm ly cỏ thôi. Đây em thử mic cho anh em nghe ha. Đây mic này là một cái mic có dây, cũng rẻ thôi anh em. Giá này con này em đang bán là 500.000, kèm một cái tai mic và một bộ dây luôn. Mic rất là phổ thông và rất là rẻ tiền. Em sẽ test theo cái bộ này và con âm ly này. Alo, 1 2 3 4 5 6 7. Tiếng rất là ok nha. Thì không phải là cái âm ly rẻ mà nó không hay đâu, một phần nữa là do chúng ta chỉnh thôi. Và bây giờ em sẽ mời anh em đi vào một bản test karaoke nho nhỏ. Em thì ca rất là tệ ha. Tôi trở về đây lúc đêm mưa đêm, giăng mắt trời mưa bỗng nghe buồn tên, gót mòn tình xưa hương ngày xưa, bao nhiêu ngày đêm mệt mỏi, một tình yêu thắm trên tầm tay. Tôi trở về đây với con đường xưa, đâu bóng người thương cố nhân về đâu, tiếng buồn trong đâu đây vùng đường, công viên lạnh lùng hoang vắng, ngọn đèn đêm đứng im cuối đường. Em theo bước về nhà anh,
xưa đã lớn, thời gian nào còn xóa kỷ niệm đầu ai đành lòng quên. Phố buồn mình tôi bước chân lẻ loi, dây dứt trời mưa bỗng nghe mặn mồi, nỗi niềm trên tâm tư người ơi, xin ghi nhạc lòng thương nhớ mình ngoài nhau cố nhân u sầu. Rồi em thử một đoạn nho nhỏ thôi ha. Và thay vì chúng ta có thể mua vang cơ thì anh em bỏ ra một cái khoản tiền là 1,5 triệu nhỏ nhỏ thôi, nó chỉ bằng gần như là có một phần nửa cái vang cơ. Chúng ta lấy con này chúng ta làm một cái mixer karaoke thì nó cũng rất là hay. Thì có đường layout ha, mình cắm từ cái đường layout vào con amply cam ly nghe nhạc của mình thì nó thế vô là một cái mixer rất là tuyệt vời mà giá rất là rẻ. À, mà chất ca anh em thấy từ nhạc cho tới cái bộ eco delay của nó rất là hay. À, thì cái khoảng cách mà từ em cho tới loa hiện tại bây giờ thì nó có khoảng có hơn 1 mét thôi, nhưng nếu anh em chỉnh nó ok thì nó sẽ không có hú. À, không có hú, anh em thấy hồi nãy em đánh thì chỉ có một mình nó cặp loa và súp thôi, không cần một cái thêm cái thiết bị nào nữa để nâng tiếng hay gì hết ha. Rất là ok và rất là hay. Trong cái tầm giá 1,5 triệu này để mua được con Amply mà đánh ok như vậy thì rất là ít. Tại vì nếu mà con mới thì nó cũng mắc gấp đôi. À, những con này những con đời đầu cho nên tiếng nó rất là khá, không phải như con Ariane bán bây giờ nữa đâu. Anh em ha. Rồi và hôm nay em xin tới đây. Anh em là có nhu cầu hãy liên hệ cho em qua số điện thoại 0343612345 gặp em. Và anh em nhớ đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những clip tiếp theo của em. Tới đây em xin kết thúc và xin cảm ơn anh em rất nhiều.